lại thêm một ngày lao động cùng nhau. Câu chuyện tình cảm của ngôi nhà chung lại có thêm nhiều diễn biến mới. Quyên và Phong đã có những biểu hiện quan tâm nhau một cách công khai. Khi Bích Trân quay trở lại, Hùng đã ngầm khẳng định tình cảm của mình đã chuyển hướng đến Ngân. Phong bất ngờ bỏ đi trong đêm khiến tất cả náo loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng theo dõi. Buổi tối hôm đó cứ ngỡ sẽ là một buổi tối êm đềm với những cuộc hẹn. Thế nhưng trong các thành viên có người không được vui. Em cứ bắt đang ngủ. Nói thì nói cho anh nghe đi. Này là anh không có nói nổi nữa. Có tâm trạng nào mà để nói. Sao không có tâm trạng? Đầu còn thấy vui mà giờ thấy chán. Nhanh nha, hai bạn làm bài thi cuối cùng là ngày mai 4 giờ sáng phải dậy sớm dọn hồ bơi đó. Rồi hai bạn Phong với lại Hùng cứ trễ nhé. Hai bạn sáng mai 4 giờ sáng dậy dọn sớm hồ bơi. Trời ơi. Sướng nè. Sướng. Chớp mắt quá trời. Bốn giờ. Phong đã ấm ức từ lúc chiều và cứ thế dồn nén cho đến đêm thì bùng phát. Anh Hồng ơi, anh Phong có tí hết kiểu như cũng có tí vấn đề nên trở nói chuyện với anh Thúy. Tại chị bên ban tổ chức với anh Phong mới chạy nhau. Có gì vậy anh Phong? Có ạ. Chị sao ạ? Thôi, được. Không. Phong đã có quyết định bất ngờ rời khỏi chương trình ngay trong đêm. Sao ta? Mình muốn anh đi theo không? Đi. Anh Phong ơi! Từ trước ấy thì mình đã cũng nói chuyện với Phong rồi và cũng có biết một tí xíu về chuyện xích mích của Phong. Nên mình cũng đã cố gắng đi theo và cá nhân mình thì mình nghĩ là lúc ý cũng khá là nóng, không nên có nhiều người đi theo quá. Và mình đã chủ động là đi cùng Phong. Nếu mà Phong không thoải mái thì nên lùi lại và để người khác để nói chuyện. Hey, để anh đi với em này, anh đi với em. Đi bộ. Nào lên xe kìa. Đi. Hồi trước em rất là bực luôn. Phong. Đi về cái gì? Đi về. Sau một cái khoảng thời gian dài và đi bộ ngoài đường cùng anh và nói chuyện thì rất là nhiều người đi theo. Cố để kìm hãm cái sự gọi là tức giận trong người của anh Phong lại để nói chuyện. Do từ anh Phong và nhà sản xuất hai người chưa hề hiểu về tính nhau nhiều và trong lúc tức giận thì mình nghĩ mọi người không nên ngồi nói chuyện với nhau, đặc biệt là hai người đang tức giận thì nó sẽ rất khó nói chuyện với nhau. Ok, mình cái vấn đề này mình cũng không muốn nói nhiều. Đâu đó chừng 30 phút hay một tiếng gì đấy nói chuyện được với anh Phong thì đã khuyên anh Phong quay lại ngôi nhà chung để sinh hoạt cùng với mọi người. Có gì em gì chị?
4 giờ sáng hôm nay, Hùng đã thức dậy để thực hiện hình phạt dọn dẹp hồ bơi. Ấy là bạn người bạn của bạn á đã đáp lại tình cảm của bạn chưa? Dạ thì em có nói ra và được đồng ý, được chấp nhận không? Cũng mới là tín hiệu tốt thôi. À, tín hiệu tốt à? Cũng chưa có gì khả quan à? Chỉ là khả quan được chút xíu thôi. Dạ dạ. Nó chỉ mới là một chút thôi. Tại vì em nghĩ chắc phải đến sau này. Thời gian quá ngắn mà. Dạ, thời gian chỉ có 7 ngày thôi. Nên là cũng gọi là có cái tình cảm mà gây cho nhau cái sự ấn tượng. Và tìm thấy được nhiều điểm chung với nhau. Sáng nay, Nguyên và Ngân đã tình nguyện làm công việc quét dọn bãi biển và Hùng đã đi theo trợ giúp hai cô gái. Có vẻ như sự việc tối qua đã không ảnh hưởng nhiều lắm đến tâm trạng của những người đang yêu. À không, đó chỉ trùng hợp thôi em. À, em mặc áo em cũng màu vàng nè. Màu vàng nhẹ. Ok, anh phụ hai đứa. Mình là team mà. Là bộ ba bí ẩn. Tiết kiệm ngân sách mới cưới vợ được. Cưới vợ sinh bầy con nữa. Một bầy luôn hả? Một bầy sao cái đi biển cái đi con biển trên bóng chuyền bãi biển á anh. Con sữa anh bóng nhớ đem hộp gì nha. Đừng bước hộp gì nè, đi ăn bánh gì nè, đừng có bước. Không thì con uống sữa cha nhai lưu hộp nha. Ô và trời ơi. Anh tham gia chương trình tình yêu mà anh mua Phật không à anh ơi? Từ khi nghe cái câu tâm vô tạp niệm. Tâm vô tạp niệm, à bắt đầu từ cái ngày mà cái người nào mà đọc tâm vô tạp niệm đó đúng không? Đúng rồi đó. Tâm anh có vô tạp niệm chưa anh? Nói chuyện bây giờ nó đang rối lắm. Có gì đâu rối bình thường mà. Rối thì kéo ra cho nó thẳng anh. Chết rồi, cảm giác người thấy đuối đuối rồi, không biết lát nữa kéo được nổi không? Đúng hả? Không thì nghỉ đi, tụi em một người hốt một người phần mau được à. Kiểu là sức khỏe không được ưu tiên. Yếu rồi. Già rồi, có tuổi rồi. Em lớn tuổi hơn anh luôn á. Anh nói em anh già, cái tự nhiên em nghe em giống như là nhưng mình bị xúc phạm. Ờ mà đúng rồi, tại vì bản tính anh nhưng cũng non. Ai chứ? Anh Hùng nè. Sao? Bạn tính ông sao? Như ông cụ non vậy. Cụ á. Cụ á. Cụ á. Cho em hỏi là ba anh chị người nào là cặp đôi? Một câu hỏi khó. Chị đoán đi chị. Chị đoán đi chị. Chị đoán thử đi. Chị đoán cho chị thấy ai bạn áo cặp là cặp đôi đúng không? Ba đứa cặp hết, đứa nào cũng vàng hết trơn. Chị nghĩ sao về mối quan hệ tay ba? Chị nghĩ về mối quan hệ tay ba. Chị nấu là đặc biệt mà. Nhưng mà ở đây em cuốn về cái người không phải mèo về. Mình đi lấy ba không mấy bạn? Rồi, kết thúc câu chuyện rồi. Rồi, hiểu rồi. Kết thúc câu chuyện rồi. Chị đón em với anh đó hả? Chị đoán đúng rồi chị. Ha. Đúng một phần. Đúng hết luôn mà. Yếu giờ anh mới hỏi có câu mà anh đã yếu rồi. Ủa làm gì cầm bao không nổi luôn rồi. Sức khỏe bây giờ là yếu lắm rồi. Đi xuống. Mới hỏi có câu mà sức khỏe đi xuống vậy.
Không, mà dù sao em thích người yếu đuối chứ em không thích người quá mạnh mẽ. Nên anh cứ yếu đuối đi chị Nga, mình sẽ thích anh. Em sẽ che chở cho anh. Em sẽ che chở cho anh. Nghi quá nè. Khi bao ngày tụi tôi sống chung với trời ơi, vậy mà này giống Phong quá nè. Đúng không? Hai tụi em nghi lắm á. Trời ơi, vậy chị em mà trở thành nữ phụ hả em? Ừ, nữ phụ cho hai nhân vật này. Đúng không? Anh với anh Phong đúng không? No. No gì mà no. Anh manly nha. Nghi lắm nè, hồi tối ông Phong, anh Phong chạy đi, anh chạy theo nè. Anh làm gì á? Anh không thể lôi nổi nè. Hết sức. Đây, em cầm cho lôi phụ ảnh đi. Anh. Ừ. Phụ cho. Tặng á. Khỏe vậy? Người đàn ông quá. Người đàn ông có chương trình mà anh lên nhất chương trình này. Người đàn ông. Qua một đêm nghỉ ngơi, cũng vừa đúng lúc Duy quay trở lại. Ekip và các thành viên đã cùng ngồi lại với nhau và nói hết những khúc mắc. Cả hai bên đều có những điều cần nhìn nhận và sửa chữa để sự việc tương tự không tái diễn trong tương lai. Và tất cả đã đi đến thống nhất rằng sẽ không để sự việc đáng tiếc này ảnh hưởng đến câu chuyện tình cảm của các thành viên. Mấy anh em cũng chia sẻ và nói ra cảm nghĩ của mình để cùng nhau mà thông cảm cho mình có một chuyến đi thật tốt đẹp. Bởi vì dù gì thì mình cũng đã là một team rồi. Thì mình nghĩ là chúng ta nên đoàn kết và nên có sự chia sẻ thông cảm. Tình hình của anh Phong hiện tại trong ngày hôm nay thì nó là khá ổn hơn ngày hôm qua. Mình nghĩ hôm nay cũng có một cái cuộc nói chuyện riêng giữa anh Phong và tất cả mọi người và nhà sản xuất. Thì mình nghĩ tất cả mọi người đều hiểu nhau nhiều hơn trong ngày hôm qua. Và mình nghĩ bây giờ khá là ổn rồi. 2, 3 Thanh xuân tâm vô tạp niệm. Yeah. Hôm nay là một ngày thư giãn của các thành viên. Các bạn đã mượn được chiếc thuyền thúng của một ngư dân và quyết định tập chèo thúng đánh cá. Chưa biết là có đánh được cá hay không, chứ ngay cả việc đưa được thúng ra biển cũng là cả một vấn đề lớn. Xong cái đó thì qua như thằng mất. Được chưa? Vui quá à. Ủa trời, sao tối ngồi nói tới đâu rồi đi lên hả? Là em bận bộ đồ ngủ. Em với bé này bận bộ đồ ngủ nè. Thì bộ hồi tối đúng không? Ờ. Rồi cái anh nghe nói là anh đi rồi chị này. Lên nói xong cái chạy ra xuống. Cái chạy ra ngay Lễ Tân á. Nhìn không thấy, tại vì thường thường sao em hỏi Lễ Tân? Em không biết á. Không có ai á. Cho nên là em coi ra đó không thấy anh được, cái em với bé định đi ra đứng ngay đường nhìn lên nhìn xuống rồi anh đi hướng nào mà không có thấy. Không, thực chất là đôi khi cảm xúc á mà anh kìm không được á, nhưng mà chưa bao giờ anh nổi nóng được với anh, tại vì anh cảm thấy chị không nổi thì anh nói thôi. Dạ. Còn hơn á là cứ diễn tới diễn lưu, diễn tới diễn lưu hoài, mốt về nhà rồi mạnh sức mà diễn, không phải đến đây để anh diễn đâu. Trời, anh đâu có muốn chiếm sóng đâu, trời ơi, tập không phát cũng được. Thật sự thì em biết tại sao mà chị đó vậy không? Tại vì theo như em có nghĩ vậy nè. Thực chất là cả hai ai cũng đều nóng hết. Đúng rồi. Em hiểu không? Nhưng mà là do chị đó, y chang lần đầu cũng rất là quý anh. Nhưng mà tại sao mà mỗi lần cái chuyện gì anh cũng có thể nói. Nhưng mà hôm nay anh thấy khó chịu chị mà anh không nói. Cũng có thể là cái suy nghĩ của anh nó khác. Thì chị đó lại không hiểu cái chuyện mà anh muốn suy nghĩ là vậy. Tại vì anh cũng nghĩ là chị đó có quá nhiều công việc. Thì thực chất là cả hai ai cũng đều nóng hết. Đúng rồi. Và đôi khi những lời to tiếng sẽ qua sẽ lại thì người ta bùng phát thôi. Sau những giây phút trải lòng và những đợt sóng biển sáng nay, có vẻ những phiền muộn của các bạn trẻ đã được cuốn trôi đi hết. Hả? Hai người lỡ với lại cái gì trời ơi? Ba người hả? Leo!
tiền mo nha, tiền tiếp nha, không có quầy tiếp cho nó. Không đèn nên trả trực tiếp đi anh. Trời ơi, anh đã đi phục vụ khách sạn đâu vậy? Và giờ đây, chuyện mà các chàng trai quan tâm nhất chỉ còn là tình cảm của các cô gái. Nguyên tuy ít nói, khá kiệm lời, nhưng một khi nói ra là có chứng kiến riêng của mình. Và đưa ra những lập luận một cách cảm thấy nhất rất là logic và rất là có chứng cứ luôn. Ở bé thì em thấy là một cái sự gì đó hơi vui vui á. Lúc có những khi là em cũng hay quạo, em tính là cũng thường ngồi là nói là thôi đừng quạo, bớt căng nè. Nhưng mà là do chị đó, y chang ngầu rất là quý anh. Nhưng mà tại sao mà mỗi lần cái chuyện gì anh cũng có thể nói, nhưng mà hôm nay anh thấy khó chịu chị mà anh không nói. Cũng có thể là cái suy nghĩ của anh nó khác. Em cảm thấy cũng vui. Vui vì là người ta có một cái sự gì đó quan tâm đến mình. Vậy các bạn nghĩ ai sẽ phù hợp với Quyên? Em đoán nha. Em nói anh Hùng. Anh Hùng á? Sao vậy trời? Sao anh Hùng vậy? Mình á, mình muốn cho anh Hùng tự tin hơn thôi. Với kiểu thoải mái từ người á, chứ không phải là thích anh Hùng. Chị kêu Hùng vô công. Chị nói Hùng. Ủa, nói được hả? Ủa, nhưng mà bạn tôi có thể giữ bí mật của tôi. Ngày mai, còn ngày mai mà. Okay. Đúng không? Trời, ngày mai nhỏ quá. Em nghĩ Quyên sẽ ở với Phong. Tại sao anh lại nghĩ là Quyên phù hợp với em? Hai đứa em rất là logic. Nhưng mà là Ngân là cái người ở cùng phòng với em. Và em cũng thích anh. Và Ngân cũng có một cái chút tình cảm với anh. Thì em lại nghĩ như thế nào về cái việc mà người bạn cùng phòng của mình? Vì em cũng đơn giản đến đây để tìm hiểu, và tất cả mọi người đều có quyền tìm hiểu nhau, chứ không phải đến đây để ai đó đánh một cuộc móc nào. Mà mình vào đây để quen một người đó, xong kiểu dẫn một người đó về, và tất cả các bạn nữ không có quyền lựa chọn. Em nghĩ là chương trình này cũng không dành cho những cái kiểu dạng như vậy. Ngân, rồi mời em, mời bạn. Anh trước đi, anh đưa tên Ngân rồi. Tại sao lại đưa tên Ngân ra rồi em anh nhận xét, anh đưa ta nhận xét? Tại vì anh thấy anh đưa ra tên Ngân có một người cười mỉm. Ủa, cái ra chuyện cười cười của em, anh vô duyên quá. Vậy là em làm việc riêng? Không có. Người ta đang nói về chủ đề đó, tự nhiên làm việc riêng. Thì nè, anh là một người đưa tên người khác ra. Tự nhiên anh đưa tên ra, em cười mỉm, em giải thích cái câu cười mỉm. Tại sao anh không đưa tên em? Tại sao không đưa tên em? Tại sao anh em thích hả? Anh có quyền. Anh cười là chuyện của em. Về bản thân em là một người rất thích Ngân. Nếu như mấy ngày trước thì em rất thích Trân nhưng mà mấy ngày sau anh thấy một cái sự biểu hiện rõ trên mặt em là ở quán Ngân. Đó, lý do gì tại sao em lại thích cô gái này? Hỏi trả lời rồi bây giờ tao. Thì em thấy Ngân là khá là bí ẩn. Có cái điều gì đấy khá là thú vị. Em thích âm từ phía sau anh, được không? Ok. Sao mọi người Ngân không nghĩ là Ngân thích em? Không. Anh nghĩ Ngân thích Hùng. Bởi vì cái đêm mà mình chơi chơi cái trò cầu hôn á, cái trò nắm tay cầu hôn á, cảm xúc của Ngân rất là căng thẳng và rất là thật trong ngày hôm đó. Và anh có biết là khi mà xong ngày hôm đó thì sáng ngày hôm sau cô ấy là nhìn em rất nhiều không? Cái đó có phải là một cái lời xin lỗi không? Ơi, nhìn em chứ đâu có nhìn anh đâu, sao anh biết? Nhưng mà anh nghĩ có phải là một lời xin lỗi không? Maybe đó có thể là một lời xin lỗi, một là một cái sự cắn rứt khi trước ngày hôm đó thì nói với em, sau đó thì lại nói với nha. Không, thì em cũng có thích một người, nhưng mà để không phải là thích một người nhưng mà để có gì ngày mai em chia sẻ được. Tại bây giờ em cũng đang suy nghĩ về cái tình cảm đó. Rồi em nghĩ Ngân thích ai? Em nghĩ là Ngân thích Hùng. Em nghĩ là Ngân thích Hùng. Nói đi một vòng thế giới. Còn mọi người nói em thích Trân là Trân gì Ngân hả? Ngân đó thì em như thế nào? Em muốn đi chuyện này. Đi. Em muốn để chuyện này cho mọi người biết hay là em nghỉ khoan đi. Ok, thì cho đến hôm nay thì cũng em gọi là cũng có một chút tình cảm.
Một chút thôi à em? Mới một chút thôi. À Hùng thì thích chị ra mặt luôn rồi đó. Còn Trung Anh thì chị không biết. Trung Anh ảnh nói với em là ảnh cũng có một cái gì đó ấn tượng về chị. Với anh, Chân Lắm là một người cá tính, luôn soi nổi trong mọi thứ. Chân Lắm cũng đúng như là cái gu của anh thích về phụ nữ á. Nhưng mà với anh một điều Chân Lắm không có thôi. Bởi vì khi mà một người phụ nữ của mình á thì mình sẽ rất là ích kỷ. Hiểu không? Đúng rồi. Sẽ rất là ích kỷ và sẽ không muốn người đó giao du một cách thoải mái với tất cả mọi người. Đảo quá à. Mà nhẹ tay xíu anh. Rồi ok. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chân Lớn cho anh cảm giác không có an toàn. Thì thật ra ban đầu thì cũng có một chút tình cảm với Chân Lớn, nhưng mà ấn tượng chứ chưa gọi là tình cảm nữa, một chút ấn tượng với Chân Lớn thôi. Nhưng mà sau đó thì mình cảm giác cô bé này có thể thoải mái quá với mọi người, với mọi thứ. Thì mình cảm thấy nếu như bởi vì mình có một cái máu ghen rất là đậm đặc, nên sau này nếu như mà có cái gì đó thì mình sẽ cảm giác là nó sẽ không hay. Nên tốt là mình, thật ra nha, với Ngân, với Quyên á, có những cái mà rất là thích. Ví dụ như là cô bé nó có những cái hạn chế nhất định, hiểu không? Có những cái hạn chế nhất định về da chạm, về này nọ, mọi thứ làm cho mình cảm thấy bực bội thôi. Em thấy không? Nhiều khi đụng vào Quyên á, mà đẩy mình ra, cái mình thấy cảm giác rất là bực bội. Em sợ. Đâu có biết đâu. Ok. Nói nghe nè. Thôi em xin không chơi trò chơi này. Ý là em biết sao không? Em làm như vậy á là người ta cảm thấy người ta đang bị tổn thương á. Ok, sorry. Anh giống như là một cái gì đó rất là... Không, tại em xin lỗi, em không có ý đó, nhưng mà kiểu nhìn anh rồi. Ok. Cái đó là cái cảm giác mà họ giữ. Họ giữ cho bản thân họ, giống như là họ giữ cho người bạn trai của họ. Là cái điều đó anh rất là thích. Tất cả những cái cô gái cá tính ấy đều sẽ tạo cho mình một cảm giác không an toàn. Thì anh chỉ có cảm giác đều là như cái thế. Cái chính khi mà hai người đến với nhau á, nó là cái cảm giác không an toàn. Em nghĩ như kiểu là anh nói hết tất cả những gì mà em nghĩ về Chân Lớn. Như thế. Giống như trơn vậy đó. Như trơn. Trơn là trơn. Em, anh có cần nói lại và ớt lên cái mặt của em không? Nhưng mà có cái là có cái cảm giác không an toàn thì em không có cái đấy. Em không có cái đấy. Tại em nghĩ là kiểu làm sao mình biết được, đúng không? Nếu mà đúng. Nếu mà mình chưa thử nói chuyện, chưa thử đi date, chưa đi hẹn hò thì có thể là khi mà tiếp xúc rồi thì cô ấy sẽ không như thế. Cô ấy sẽ rất là lo lắng, cô ấy sẽ không bao giờ tỏ ra hòa đồng với mọi người một cách thoải mái như là trong chuyện này nữa. Thì cái gì phải thử, em nghĩ là cái gì phải thử biết được. Là giúp đi nè. Trà nước nước nè. Nghe được cái nước hả? Nhưng mà tay bẩn. Em nghĩ là Trân Lớn sẽ phù hợp với anh Trung Anh nhiều hơn. Nghe tình cảm nhiều hơn. Thực chất là anh Trung Anh có cái gì đó hay. Đúng rồi. Em thật sự, nếu mà là cô gái thì em cũng là thích một người như vậy. Nó sẽ hay và nó đầy bí ẩn, đôi khi mình cần những cái nét lạnh lùng ở người ta. Tại em nghĩ là anh Trung Anh, anh Hùng, anh Duy chắc cũng phải có một cái tình cảm nhất định dành cho chị. Chân nhỏ thì theo em là một cô gái này lanh và thật sự là rất là tinh nghịch nha. Tinh nghịch theo cái kiểu mà như em nói nha, phải mọi thứ là cô này muốn làm đủ thứ đó. Và rất là lanh về cái miệng. Mà đôi khi không kìm được cái tôi của mình đi xuống. Và nó rất phù hợp với anh. Em thật chất là em nghĩ như vậy theo điều đó của em. Có thể là anh không thích, có thể là bạn không thích, nhưng mà em nghĩ là cái cặp đôi này nếu mà sau này về sau á thì em nghĩ nó sẽ phù hợp, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nó có nhiều cái giống như là của trong phim vậy đó, rồi nói tới nhau rồi thấy bực. Đúng rồi. Mà, nói nhưng mà về bực, sau nha, muốn... về sau là hai người đó ghép đôi nhau. Thấy bực là thấy muốn gây nhau rồi. Thấy bực là mình thấy thôi không nói tới nữa, muốn ghét rồi. Nhưng mà thấy lâu lâu mình nhìn lại những cái hành động của nó
nó có những cái mà mình đang lúc mà đang ngồi một mình, sau khi câu chuyện mà mình cãi lộn với bé Trân rồi, mình hay ngồi một mình hay nghĩ về đó mà mình cảm thấy mình bật cười một mình đó, thì mình thấy cái kiểu như là nó rất là có những cái nó rất là siêu khiêu á. Thì nên là không còn gì sự lựa chọn nào khác, nên là em nghĩ là Trân là sự phù hợp với anh. Bà này thích ông Hồng cả luôn á. Không biết sao tôi thấy cái cách nói chuyện của bà này á, hai người cự nhau theo cái kiểu khác. Ờ tại vì á, với anh Duy giống như cái đúng không? Tình á, mấy cái nhân vật mà nó hay cãi nhau rồi thì dễ thương đúng không? Anh nghĩ là Trân nhỏ là thích Hùng rồi. Anh nghĩ Trân nhỏ thích Hùng. Giống như ví dụ như mà anh có tỏ tình với Trân nhỏ thì Trân nhỏ vẫn tỏ tình với Hùng, đúng không? Và anh Duy là một ẩn số mà người ta chúng mình phải như là một ẩn số hả? Ý là về giới tính đó hả? Không, ẩn em nghĩ vậy. Giới tính đó hả? Em nếu mà trong bốn đứa mình không có cặp đôi bí ẩn thiệt thì có nghĩa là mùa này không có cặp đôi bí ẩn. Có cặp đôi bí ẩn là cái cặp khác. Cái người bí ẩn là anh Duy. Người bí ẩn thôi hả? Người bí ẩn gì vô đây làm gì? Có nghĩa là em nghĩ là anh muốn vô đây anh come out. Come out. Kiểu như là anh xem thử coi là anh có thật sự thích con gái hay không, hoặc là anh có tình yêu với con gái hay không. Dù có xảy ra một số chuyện căng thẳng giữa thành viên và ekip, nhưng mọi việc đã được giải quyết và câu chuyện tình cảm của các thành viên vẫn tiếp diễn. Quyên và Phong ngày càng hợp nhau hơn. Tình cảm của Hùng và Ngân ngày càng tiến triển, dù họ đang cố giấu tình cảm ấy với mọi người. Duy thì có một chút thiện cảm với Minh Trân, trong khi Bích Trân là một ẩn số. Câu chuyện rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng đón xem! Nghĩ trong đầu cuộc đời có bao lâu